Rồi chị xin chào mời cô bác anh chị em các bạn ha. Nay tiếp tục hai anh em đi vòng vòng qua hướng Ba Voi mà móc lỗ câu nha mọi người. Chỗ này nó có đường lỗ sẵn nè, như cá nó cũng một lây gai nhưng mình sẽ móc xa ra ngoài chút xíu bự hơn để mình câu gừng dai đó. Khu này thì trong vài giây nó bít lục bình hết rồi mọi người. Thôi mình móc lỗ đi, mình quýnh cần tay kiếm cảm giác giật cá, rồi có cá bự hay không thì cũng hên xui nha. Rồi tiếp tục dây huyền thoại. Yo, ghê chưa, lần cá nguyên chùm luôn. Thì Trường nói hoài với anh em thì nghe mong hiểu Trường ha. Trường nói là Trường chủ yếu là đi giải trí chứ không phải là mình đi săn hàng, mình đi giải trí thôi. Cá mà yêu cầu nó có ăn, ăn phao giật chơi là vui rồi. Rồi mọi người, Trường chọn miếng cá mình pha thơm câu ha. Thì cái bịch này nè với cái bịch màu màu kia á thì nó là thứ một ha, mà nay Trường không có đem mà Trường còn cù bịch này Trường đem theo nha. Thì nó cũng y gan bịch kia thôi. Đánh cần tay cho nên mình chọn vừa đủ câu ha. Rồi cái lỗ móc xong á mọi người, rồi mồi á Trường cũng chọn xong luôn ha. Thì mình quýnh cần tay đó, Trường móc vô hai cục nhỏ nhỏ nè, rồi Trường thả nha. Nó ok. Quýnh cần gồng xanh 5m4 nha. Dây này hơi ngắn nè, để Trường câu thử anh ăn không ăn thì mình đổi dây dài hơn chút. Đợi ăn của em kìa, cái giỡn hả? Dễ rồi kìa. Nó cứ phát lụm bụng này. Nó lụm nha mọi người, có nhớt nghe, có nhớt đầu tiên ha. Nó thấy chưa, cá này mập hết sức mập luôn trời, mập dài thòn luôn á. Ghê không mọi người? Lôi kìa, lôi kìa. Ăn lúc phao kìa. Lúc phao rồi, giật lẹ đi. Giật lẹ đi, thiệt lúc phao rồi. Vậy nó biếu đọt luôn kìa. Rồi dính lại, lẹ đi. Thôi giật đi, kìa cậu kìa, lẹ đi. Nó trời rồi, vuột rồi, lâu tới nó vuột rồi. Dễ dở này. Ê, chừng còn nó dính lại nó dở. À, đó mọi người thấy không, cá ăn thấy luôn lôi gì đó mà tôi không giật đó. Thấy ghét tao không cần biết luôn hả? Dùm cá ăn thì thôi giật dùm ta đi không đó. Tại vì kiểu anh em á đi câu á mọi người, cần có ai nó giật thôi. À không thích giật dùm, mình không thích. Nhịp cả. Thấy ghét không? Đứng thôi là... Chạy kìa. Đóng được rồi ha. Ôi, gô. Ôi, gô mử trời.
mọi người. Cái gôn này nó dài ha, mà nó bự ha. Nè, cái gô nè, nó bự mà nó dài nè. Nó ăn kiểu cá gô đúng rồi. Ê, ăn nữa kìa, 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 cút phao luôn coi. Lôi kìa mọi người. Đó, mọi người thấy không kìa. Ờ, gì mà không dính. Ủa kỳ vậy? Này gì để qua không thấy ăn. Lo cần. Lo nước rồi, mạnh nước rồi. Bự rồi. Nó, hàng khủng rồi. Ôi, nè mọi người thấy chưa? Con này cũng bự rồi nãy giờ rồi đó chứ. Nãy giờ siêu chốt không này là hơn chốt rồi nha mọi người. Trong vòng bự nha. Bự không? Trời ơi, giật bay chốt luôn trời. Hả? Trên đầu hàng khủng rồi. Thì ra là chốt. Ê, kìa, còn ghé kìa. À, lúc hao kìa, lúc hao, dính lại. Bự không? Ê, trong bự. Trời ơi. Lỗ mới móc rồi mọi người, không biết cá nó vô ăn không á. Thì để câu thử. Biết bao lâu luôn nó mới ghẻ nó ăn nè. Đó. Cá chốt. Nhưng mà có dính là được rồi. Khó hả? Hay lông cộng hả? Lôi ra ngoài nè cho nó đừng có dưới vô rõ. Ê, nữa lúc hao gì dính này. Trời ơi gì mà không dính trời. Lúc hao gì luôn mà không dính. Thì vậy. Ừ. Ngập luôn rồi con nữa. Giật giật liền chứ để nó ghéo đọt nữa. Thả đúng chỗ mới chịu. Dướng rồi, dở ra. Xuống chưa? Ơi không thấy rồi, quay lại nãy đi mới thấy phao. Xíu nữa. Ê, ăn quen cả lôi cả lôi cả. Đúng không? Đó chạy. Trời ơi, gì mà không dính kỳ vậy? Kỳ vậy? Mới vô thêm mới cả. Ơi cá vô rồi đó nghe mọi người. Nó chưa đây anh làm con gì bự nó có bự gì không ơi. Ê, ụt cái gì đó. Gô. Ghé kìa, quen kìa. Cút phao luôn đấy. Thấy lội nha không? Không. Lội nha đó. Thấy tượng hả? Ừ. Rồi sao ghé của mình cái bỏ rồi. Chơi kỳ vậy? Cái thấy tượng như nó có cái sọc ngang nha. Sọc đen ngang lên. Ừ. Màu vàng. Sao kỳ vậy? Gì vậy? Cái gì ăn vậy? Ủa, cái tư tưởng. Tư tưởng ăn rồi. Tư tưởng nó ngớp lên đó. Ừ. Nó ăn đẩy cái phao lên luôn rồi. Rồi, kệ đi, gán săn nó coi. Dữ lắm, xòe gì nè. Ê, ăn ra kìa. Tư tưởng, ê, coi, dính này, dính này, dính này, dính này, dính này.
Bữa không, bữa không. Ôi. Ở biển thì chốt. Vui không, vui không? Bạn của anh chứ. Mày vô đây. Chơi về lại đây, lại đây nó giờ nó ăn hoài mà dính gì không đó. Nó nuôi trong cái hồ á. Mà kiểu như sao mà cái vòi nước sao mà nó xả ra hết trơn á. Chết. Rồi bữa nó vô bắt con cá vàng, cỡ gắn phao luôn kìa. Ừ. Vô bắt con cá vàng ăn tới giờ còn nữa kìa. Không ngày đâu cỡ tháng trời rồi. Anh thả ngắn cái phao thôi, đừng có cho nó sâu. Anh thường thường nghe sắc mé. Nói gì cả? Ăn. Ăn cả, ăn trong cả. Ăn đi phao thôi. Ờ. Ăn mà kìa. Rồi dính này. Bự nghe. Cái gì bự nghe. Rồi. Ngon rồi. Em tên thiệt là em tên Thị Chốt. anh có cảm nhận như thế nào khi anh dính bạn của em? Đây là bạn của em mà chỉ được em được phép bắt thôi mà sao anh bắt hoài vậy? Nói chung là giải trí thôi nha. Giải trí thôi. Đó. Đó thiệt là Trường là Chốt là bạn của Trường mà chơi gì ổng nãy giờ ổng dính không à. Thiệt tình. Người coi giải trí thôi nha. Kìa. Rồi sao mà xàm vậy? Mà không dính gì chơi vậy? Kì vậy? Chỗ này đến nha, mà nếu như nãy giờ mà giật mà dính hết luôn là phải 7 con. Tầm 7 con. Hơn 7 con. Chỗ này gần đây không giục luôn. Hơn. Tính ra của em là ăn 3 cái là ăn kiểu dính không luôn á mà tại sao không dính rồi không hiểu nổi. Một cái nó ngã phao mà chạy luôn, còn một cái nó lúc phao, một cái nó lật phao lên nữa. Tính ra thả cần kiểu này khỏi xả mồi quá trời mồi. Ăn mấy bỏ ăn luôn kìa. Rồi dướng rồi. Ê gọi ít này. Bữa không. Dướng mình. Sao bạn không ăn của tôi mà bạn ăn anh Linh nữa rồi. Dở lên lại xuống dính. Buồn lắm luôn rồi đó. Bạn ơi là bạn. Hai thằng câu cũng mọi thứ mồi mà sao bạn không ăn của tôi. Bạn chơi kỳ vậy. Ê, ăn luôn rồi kìa, vừa nói kìa. vừa nói nè ăn rồi. Vừa ghẻ ngoài kia kìa. Ăn kìa Liên ơi, ăn thiệt kìa Liên ơi. Lôi kìa thiệt kìa. Lôi nè. Kìa, không có méo mà cái dây này dài kìa nó lôi kìa. Ê, chừng cá gì ăn rồi. Kìa lôi kìa, chạy kìa. Đưa được rồi đó. Ê, cái lúc phao dính này. Không, vừa lúc phao thì giật nha. Ê, tài tượng thấy không biết lắm mà. Trời ơi, tài tượng. Không phải tài tượng nữa. Tài tượng nghe ghê chưa. Thôi nghĩ đi về không câu nữa. Hai thằng quýnh con lỗ. Mình đang dính đây là 5 số con này. Mình không dính con nào luôn. Thôi nghĩ không câu nữa. Rồi thôi nghĩ mọi người ơi. Buồn rồi. Câu hai thằng mà anh dính con thứ mồi đó trộm đó mà anh dính kỳ quá. Đây thành quả nha mọi người, dữ lắm nhiều nha. Nó có rô bự trong đó kìa. Đó nè, ghê chưa. Đồ đóng luôn không. Cái chục con là nó nghe đó. À, kiểu lâu lâu qua ba voi có dính cá là mừng rồi. Còn vậy thôi, chắc hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha.